Dạ, TV Hàng Xóm xin mến chào quý anh chị em nha. Hôm nay đó thì TV muốn nói chuyện về anh mà Gia Huy nha. Anh Gia Huy này đó là Nguyễn Phúc Gia Huy. Thì anh đó gọi là có cái tên gọi là Dưa Leo trên Internet á, Dưa Leo. Nói đến Dưa Leo thì gần như ai cũng biết hết á. Thì anh Dưa Leo là một người gọi là có cái tật, có cái tật nguyền ở cái tay nha. Thì chắc là ai cũng biết, và cái người này là người gọi là diễn hài, rồi là độc thoại đó, độc thoại diễn hài rất là hay và rất là nổi tiếng ở trên Internet. Thì cái TV cho quý anh xem coi nè ha. Thì TV biết cái câu chuyện này á, vì có một lần đó, năm 2021, thì Dưa Leo, anh Dưa Leo lại thưa tờ báo Nhân Dân. Tờ báo Nhân Dân, đúng rồi, tờ báo Nhân Dân. Và anh thắng kiện nha. Anh thắng kiện và tờ báo Nhân Dân sẽ gỡ cái bài mà vu khống anh. Rồi, phải xin lỗi anh nữa. Đó, tờ báo Nhân Dân. Thì ngày hôm nay cũng chính cái tờ báo Nhân Dân này đó lại gọi là cho rằng là ảnh sai sự thật, đăng sai sự thật. Mà không biết cái sự thật gì đó mà ảnh gọi là đăng sai sự thật, thành ra bắt ảnh phải trả cái tiền phạt đó là 7,5 triệu tiền hồ. Tiền Hồ Chí Minh thì quý vị biết rồi. Trong cái đồng tiền đó, tại sao TV256 gọi là tiền hồ? Tiền hồ tại vì tất cả đồng tiền từ thời mà 50 đồng, rồi 500 đồng, 5.000 đồng, rồi 5 triệu đồng, tất cả đều mang hình Hồ Chí Minh hết. Là một tên gián điệp giặc Tàu. TV có đủ bằng chứng hết là nó là thằng Tàu. Hiểu không? Đủ bằng chứng hết á. Nó là thằng Tàu. Mà bây giờ nó nằm ở trong cái đồng tiền á. Bây giờ TV chỉ hỏi quý anh chị em thôi. Lịch sử 4-5 ngàn năm của dân tộc Việt Nam ở đâu? Từ Hai Bà Trưng, Lê Lai, Lê Lợi, Quang Trung, tùm lum, nó biết bao nhiêu người nhân vật lịch sử. Trần Hưng Đạo. Suốt bao nhiêu ngàn năm, đâu phải là chỉ có một thằng Hồ Chí Minh. Lịch sử bỏ đâu rồi? Tại sao đồng tiền chỉ có là đồng tiền mang hình Hồ Chí Minh là làm sao? Quý anh chị thấy không? Cái thằng Việt Cộng là nó chối bỏ lịch sử của tổ tiên mình. Thành ra nó mới sử dụng cái lá cờ Phúc Kiến, là lá cờ của giặc Tàu. Mà lịch sử gọi là 4-5 ngàn năm của mình là tại vì nước mình nó kế cận với nước Trung Cộng. Hai bên cứ đánh choảng nhau hoài thì nó đâu có dám nói. Tại vì nó coi ông Trung Cộng đó là một thằng gọi là cha của nó đó. Cha của nó, ông nội của nó, làm sao nó dám nói. Nguyễn Phú Trọng đó vừa rồi đi qua bên gặp Tập Cận Bình. Tập Cận Bình trồng cái cổ Nguyễn Phú Trọng cái dây chuyền vàng, dây xích vàng, trông như là một con chó vậy đó. Quý vị thấy không? Nó là đang nô lệ cái thằng giặc Tàu, thành ra nó không dám nói gì hết đó. Thành ra bây giờ đó, TV256 thì biết rằng cái anh Gia Huy này đó, ảnh đã từng thưa kiện cái tờ báo Nhân Dân và ảnh được thắng nha, thắng kiện đàng hoàng nha, phải bồi thường gọi là xóa bỏ cái bài báo đó và còn phải xin lỗi ảnh nữa. Đây là cái clip quý vị đang nghe đây, anh Gia Huy sẽ sắp nói nè. Trong cái clip ngày hôm nay tôi sẽ reaction, mà không phải reaction về một cái phim hay là một cái clip ở nhà đâu, mà tôi reaction về một bài báo, một bài báo ở trên báo nhân dân.com.vn của tụi là nắp bóng truyền bá tri thức để kích động chống phá đất nước. Wow, my god, kinh khủng gì, ai vậy? Các bạn ghê không, ghê không, chống phá đất nước, không có ai mà đi chống phá đất nước hết đó. Người ta chống là người ta chống cái chế độ cộng sản tàn ác tàn độc với dân tộc Việt Nam. Chứ người ta không có chống đất nước,
không có một người Việt Nam mà tự dưng đi chống phá đất nước của mình. Tại sao kết tội người ta mà oan ức như vậy? Chẳng lẽ bây giờ kết tội mấy triệu người bỏ nước ra đi, trên 2 triệu người bỏ nước ra đi là chống phá đất nước sao? Tại vì cái chế độ cộng sản nó tàn ác, thành ra trên 2 triệu người phải bỏ nước ra đi. Đừng có nói người ta ra đi là người ta chống phá đất nước. Người ta có đất lành thì chim đậu, mà đất dữ thì chim nó bỏ đi là con người cũng phải bỏ đi, phải không? Có biết là bài này được post hồi nào không? Có lúc 3 giờ sáng, 3 giờ sáng thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2021 là tuần trước đó các bạn. Lúc đó là lúc mọi người đang nhức nồng, nhưng có một nhà báo tên là Việt Quang đã đưa bài báo này lên mạng. Sáng sau thức dậy, trời đất ơi, Facebook của tôi quá trời, mấy đứa con nít, mấy đứa mà nó đến từ những cái Facebook, những cái trang mà rác rưởi nó vô nó chửi tôi, nó nói rồi với leo mày lên bám bóng dân vô nhà, mày chuẩn bị đi, chuẩn bị được bế lên trên phường thì chỉ có ha ha. Đó, thì đại khái là như vậy đó. Thành ra khi mà ảnh nhận được cái bài báo của tờ báo Nhân Dân đó, chính ảnh là đứng đơn rồi là thưa kiện cái báo Nhân Dân, ảnh không có sợ. Cái hay của Dư Leo đó là ảnh không có sợ, ảnh lấy cái lý trí và tìm cái lẽ phải để mà bắt buộc cái tờ báo Nhân Dân phải xin lỗi ảnh. Và nó đã xảy ra, nó đã xin lỗi và nó rút bài. Nó rút bài và nó xin lỗi ông. Xin lỗi tụi vợ, xin lỗi anh Dư Lao. Nó nhục nhã như vậy đó. Mà ngày hôm nay nó căm thù rồi. Nó thù á. Thành ra nó bắt rồi là phạt Dư Lao 7.5 triệu tiền hồ. 7.5 triệu tiền hồ. Bởi vì TV nói đó, một cái đất nước mình anh hùng dân tộc của mình đâu hết rồi. Mà tại sao tiền, đồng tiền mình chỉ có một hình Hồ Chí Minh? Quý anh chị, anh thấy rõ rõ điều đó chứ. Cái đó là cả một lịch sử, cả một văn hóa của một dân tộc. Nó chôn vùi ở dưới bùn á, bùn đen á. Cái thằng Cộng sản là nó vậy đó. Thấy không? Đối với nó là chỉ có Hồ Chí Minh thôi. Chỉ có đồng tiền là Hồ Chí Minh thôi. Anh hùng lịch sử, liệt sĩ của Việt Nam nó chôn vùi ở dưới bùn đen á, quan trung lơi lợi rồi nó chôn vùi hết, Hai Bà Trưng rồi nó bỏ vô thùng rác hết á. Nó không có tôn trọng cái lịch sử của Việt Nam. Thành ra cái môn mà lịch sử là cái môn nó sợ hãi nhất đó, quý vị thấy không? Đó. Mày không lên phường hả? Tao cá tao chuyển tiền cho mày 10 triệu thì kêu mày lậu hậu luôn. Thì tôi đợi tới bây giờ vẫn chưa thấy 10 triệu ở đâu hết. Chưa thấy 10 triệu đâu buồn á. Cái anh chàng nào mà nghĩ rằng là anh này đó sẽ bị lên phường rồi bị bắt tù tội rồi ai nhà. Anh Nguyễn Phúc Gia Huy này đó lại là thưa cái tờ báo Công an vu khống một cách trắng trợn. Nói là mình chống phá đất nước, đại khái như vậy. Rồi thành ra mà anh thắng kiện mới hay. Tại vì người... cũng có một số người người ta biết lẽ phải chứ không phải là không. Tuy là Việt Cộng nhưng mà cũng họ cũng biết lẽ phải. Một số người họ biết lẽ phải thành ra anh mới thắng kiện. Và tờ báo Nhân Dân phải xin lỗi ảnh. Thì ngày hôm nay lại có cái chuyện xảy ra là bắt phạt ảnh là 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi mà vô lý lắm. Là... người ta không biết là cái tội gì, ảnh tội gì nữa. Bây giờ quý vị coi nè, bài nè, YouTuber Dưa Leo bị phạt 7.5 triệu đồng vì đăng clip sai sự thật. Mà thử hỏi tờ báo Công an đó, tờ báo nó lớn như thế này đó. Tờ báo là Công an Nhân Dân mà hành xử mà thô bỉ như thế này đối với một người mà không có dám được là đưa tin ra, đăng tải cái sai sự thật, sai chỗ nào, cái gì mà sai sự thật, tại sao không dám nói thẳng ra, mà chỉ nói là sai sự thật với số tiền là phạt là phải 7.5 triệu đồng. Thế một tờ báo mà của Công an đó, Công an Nhân Dân đó, mà nó đăng mà là thiếu cái tin tức như vậy. Bởi vì
cái ký giả, cái người mà đăng những cái tờ báo này đó, họ làm như người dân đuôi hết à? Người dân không hiểu biết gì hết sao? Thì khi mà mình thấy cái tiền phạt 7,5 triệu đồng á, thì mình ai cũng phải thắc mắc là phạt về cái tội gì? Cái tội gì? Sai sự thật là sai chỗ nào? Không không dám. Trong tất cả các báo mình nghĩ như vậy, tờ Công an Nhân dân và tất cả những tờ báo nó cũng y y một ruột hết. Y một ruột là tầm bậy tầm bạ hết á. Tại vì khi mà anh đăng báo đó, đơn giản là đăng tin sai sự thật. Sai sự thật là sai sự thật gì cái gì? Thấy không? Đọc hết tờ báo nè. Trước đó Công an quận 10 làm việc với Huy về việc đăng tải clip trên YouTube Dưa Leo có nội dung thông tin sai sự thật lên trên mạng mà không biết sai sự thật là cái nào hết. Bây giờ đọc hết cái bài báo đi, cũng không thấy sai sự thật ở đâu. Đúng không? Ký tên Hoàng Anh đó nè, người viết bài là Hoàng Anh mà sai sự thật chỗ nào? Không có ai biết. Thành ra đó, những cái tờ báo, những cái tin tức từ là tờ báo Việt Cộng, là tờ báo mà Nhân Dân, là tờ báo gì mà ở trong nước á, là toàn gần như là sai sự thật. Họ thiếu thông tin, họ không dám, họ sợ bị gỡ bài, rồi họ sợ bị phạt. Là nó nói rõ lên là cái đất nước Việt Nam của chúng ta không bao giờ có quyền tự do ngôn luận. Không bao giờ có quyền tự do ngôn luận. Tại vì đăng sai là chết. Chết với thằng Việt Cộng. Thành ra ở đây đó, TV cho quý vị coi đây là cái đài Á Châu Tự Do. Radio Free Asia. Phải không? Á Châu Tự Do nè. Á Châu Tự Do nói rằng người thân nói YouTuber Dưa Leo bị công an đánh đập, sau đó phạt 7,5 triệu đồng. TVN56 tin tưởng vào những điều này là có thật. Thấy không? Đây là cái trang nhà của anh Dưa Leo, cái hình ảnh, cái YouTube của anh Dưa Leo. Ảnh có những cái bài viết, bài nói chuyện giống như déjà vu, cảm giác tiên tri. Những bài nói chuyện rất rất là hay. Thành ra người ta rất là ủng hộ tài chánh cho anh Dưa Leo. TV biết điều đó. Rất là nhiều người ủng hộ chương trình của anh Dưa Leo. Đài Á Châu Tự Do. Đó. Tất cả những cái điều mà anh Dưa Leo ảnh làm cho cái đất nước là mình biết anh Dưa Leo ảnh yêu nước đến cái mức nào luôn. Ảnh chia sẻ những cái kiến thức mà ảnh hiểu được cho toàn thể người dân. Chính vì cái điều đó nó làm cái thằng Việt Cộng, chế độ Việt Cộng nó tức tối thôi. Rất là tức tối. Phạt người ta 700 triệu. Tức chứ. Mình không có lỗi gì mà tự nhiên phạt mình là 75 triệu mà không nói, hoàn toàn không nói là mình đang sai sự thật chỗ nào nữa. Cái chế độ gì lưu manh dữ vậy? Phạt mà bây giờ không có ai biết là anh ta sai sự thật, xúc phạm công an. Cái này là khác à, cái bản tin khác chứ không phải là nó liên quan đến vụ anh Nguyễn Phúc Gia Huy nha. Chứ sự thật mình hoàn toàn không biết. Thì cái người ta không biết đó là cái người ta rất là tức. Khi mà đọc những tờ báo như vậy đó là người ta cho rằng là rác rưởi á. Rác rưởi tức lắm. Báo mà mình không dám đăng ra cái sự thật. Đúng không? Chỉ nói là clip sai sự thật, mà sai sự thật nó ở chỗ nào? Sai sự thật ở chỗ nào? Con người ta có tự do ngôn luận mà. Chứ đâu phải là không có tự do ngôn luận mà không dám nói cái sai chỗ nào. Sai sự thật chỗ nào. Chính vì đó, cái báo Nhân Dân này nó đăng như vậy đó.
thì toàn thế giới người ta hiểu rằng cái chế độ cộng sản này nó không bao giờ nó dám đăng những cái sự thật. Nó không có tự do ngôn luận. Nói thẳng ra là không bao giờ có tự do ngôn luận ở Việt Nam. Mà chính vì không có tự do ngôn luận mới làm nghèo cái đất nước Việt Nam. Nghèo cái đất nước Việt Nam, mà trong đó hiến pháp điều 25 có rõ ràng người dân có quyền tự do ngôn luận, người dân có quyền tự do biểu tình. Thì nó trớ trêu lại, nó đẻ ra cái điều 331. Điều 331 nó mới đẻ ra đây thôi. Là nó nói là điều 331 là xử phạt tù những người nào mà đã lợi dụng quyền tự do dân chủ. Trời đất ơi, một cái điều mà nó thô bỉ như vậy. Khi mà luật pháp cho phép người ta, giống như luật pháp là điều 25 hiến pháp cho phép người dân có quyền biểu tình, có quyền tự do ngôn luận, trong cái điều 25 đó nó nói rõ như vậy, thì người dân có quyền lợi dụng điều đó. Lợi dụng với sử dụng nó cũng giống nhau thôi. Tôi phải dùng cái luật pháp để tôi bảo vệ cho tôi. Tôi dùng cái luật pháp để tôi đúng theo luật pháp. Luật pháp cho tôi biểu tình thì tôi có quyền lợi dụng điều đó để mà tôi biểu tình. Tôi có quyền lợi dụng điều đó để mà tôi có quyền tự do ngôn luận của tôi. Tại vì luật pháp điều 25 cho quyền tự do ngôn luận, tự do biểu tình, thì người dân có quyền lợi dụng điều đó. Mà không thể nào mà bắt người ta được. Bắt người ta nói là lợi dụng quyền tự do ngôn luận để mà bắt người ta. Là luật pháp đó là luật pháp gọi là con hiếp mẹ đó. Cái luật pháp điều 331 nó chỉ là luật con, nó đâu phải là hiến pháp. Hiến pháp cho phép quyền tự do biểu tình. Hiến pháp cho phép quyền tự do ngôn luận. Đằng đây mình, Việt Cộng nó lại trớ trêu, nó đặt ra cái luật gọi là hiếp mẹ nó. Nó đặt ra cái luật hiếp mẹ nó là, nó nói mẹ nó là sai rồi. Thấy không? Nó lại hiếp mẹ, nó nói là nó bắt tất cả những cái người mà lợi dụng cái quyền biểu tình, lợi dụng cái quyền tự do ngôn luận. Tại sao cái lợi dụng của nó đâu có phải là cái tội. Ai cũng lợi dụng, mình lợi dụng cái điều luật đó. Bây giờ thí dụ cái luật đó nói chuyện chạy 55 km một giờ là tối đa, phải không? Không có chạy qua là bị bắt, thí dụ vậy. Thì mình lợi dụng cái quyền đó, mình chạy rồi là dưới 55 thôi thì nó không bắt mình được. Mình lợi dụng là những cái người mà tuân thủ theo luật pháp, là cái người đó phải khen thưởng cái người đó tuân thủ cái luật pháp, lợi dụng cái luật pháp đó. Chứ tại sao lợi dụng là bắt người ta là có tội làm sao? Thành ra điều 331 là cái điều mà mang rợ đó. Cái điều 331 rất rất là mang rợ mà rất là vô lý. Lợi dụng, sử dụng cũng giống nhau vậy thôi. Mình dùng cái luật pháp để làm lợi cho mình thì cũng là sử dụng cũng vậy và lợi dụng cũng vậy. Nó không phải là cái tội. Phải không? Bởi vì mình mà đọc báo Việt Cộng mình chỉ tức tức thôi. Mà tức là phải nói. Không nói đâu có được. Mình thấy ngang trái quá mà mình thấy nó thô bỉ quá mà mình thấy rõ ràng nó sai trái. Luật pháp thì kỳ ấy. Đặt ra cái điều luật 331 là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Trời ơi, tại sao nói là xâm phạm lợi ích nhà nước? Lợi ích nhà nước nó không bằng là lợi ích của toàn dân. Tại vì cái nhà nước đó nó không phải là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Cái nhà nước đó là nhà nước lưu manh. Cái nhà nước là của bọn Việt Cộng. Nó không phải là đại diện cho toàn dân. Thành ra đó, tất cả những luật pháp làm ra là để bảo vệ cho người dân. Hiểu không?
Người dân phải trên, đứng trên cái nhà nước đó. Nhà nước đó là những nhân sự đó, là phải được người dân trả tiền, được người dân nuôi thì phải phục vụ cho người dân, chứ không phải nhà nước đó rồi lại phục vụ cho nhà nước để là độc tài độc đảng giống như cộng sản. Mình phải tính là người dân trên hết chứ đâu phải nhà nước trên hết. Tất cả cái gì là phục vụ cho người dân chứ. Bao nhiêu năm rồi, từ hồi cộng sản đến giờ đó, chúng ta thấy có một cái đồng tiền nào mà có hình Đức Trần Hưng Đạo không? Có đồng tiền nào mà có vua Quang Trung hoặc là Hai Bà Trưng không? Lịch sử là nó chôn vùi ở dưới bùn sâu á. Thấy không? Một cái chế độ mà mọi rợ, rất là mọi rợ. Tiền nhân anh hùng ông bà của mình đó, gần 5.000 năm đó, đâu rồi? Suốt ngày cái Hồ Chí Minh với cờ đỏ sao vàng không, mà hai cái biểu tượng đó là hai cái biểu tượng tội ác. Hai cái biểu tượng tội ác. Nói nữa, đó, nói nữa, đưa vào đây để thấy thấy cái biểu tượng tội ác là cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến. Tụi tao nó sử dụng cái lá cờ Phúc Kiến đó. Bằng chứng như vậy, nó rõ ràng bằng chứng như vậy rồi, cãi sao được không? Mình đi mình thờ lại cái lá cờ Phúc Kiến, mình có thấy nhục nhã không? Mình người Việt Nam đi thờ lại cái lá cờ Phúc Kiến, mình thấy nhục nhã không? Làm sao mình chấp nhận đó là một cái lá cờ tổ quốc của mình được? Nếu mà những người nào mà người Việt Nam mà chấp nhận cái lá cờ này là tổ quốc đó, là những người đó vứt đi. Những người đó là những người phản bội tổ quốc. Tổ quốc mình đâu phải là Tàu. Tổ quốc mình là người Việt. Phải không? Nó bằng chứng rõ ràng như vậy đó, làm sao mà cãi được. Đây nè, nó trở thành một cái ngôi sao thứ sáu của giặc Tàu nè. Cái ngôi sao lớn này là Đại Hán Việt Nam trở thành cái ngôi sao thứ sáu nè. Việt Cộng chỉ biết làm nô lệ cho giặc Tàu thôi. Rồi làm sao mình cãi? Bằng chứng lịch sử đó là làm sao mình cãi được? Thấy không? Rồi cái thằng gián điệp giặc Tàu đây nè. Hồ Chí Minh có phải là gián điệp giặc Tàu không? Nó là gián điệp giặc Tàu chứ còn gì nữa? Nó đủ bằng chứng, để mà tố cáo nó là cái thằng gián điệp giặc Tàu đó. Người ta đã lôi ra được những cái điều này đấy, rõ ràng đấy nữa. Nó bận đồ giống y chang như nhau thôi. Chu Ân Lai Hồ Chí Minh cũng giống, rồi Mao Trạch Đông rồi với Hồ Chí Minh cũng giống đó. Thì nó là người Tàu chứ còn cái gì nữa. Nó viết tiếng Việt đâu có rành đâu, sửa tới sửa lui tùm lum hết. Bằng chứng rõ ràng đây nè. Cái bằng chứng này nhất là quan trọng nhất nè. Nè, năm 1933 nè, mật thám Pháp ghi vào hồ sơ Nguyễn Ái Quốc đã chết ở Hồng Kông. Không ai biết ông Hồ ở đâu, đi đâu. Đã chết từ năm 1933 rồi, tự nhiên xuất hiện ra một người Hồ Chí Minh năm 45, 41 ở Hàng Bắc Bó, rồi năm 45 lên cướp chính quyền.
không? Đủ bằng chứng hết đó. Cái này là trong sách của Hoàng Văn Chí nè, đọc thử coi trang 79 nè, trang 79 trong cuốn sách Từ Thực Dân Đến Cộng Sản của ông Hoàng Văn Chí. Hoàng Văn Chí là những người mà theo Cộng sản khi xưa đó. Thì ông viết sách, ông kể lại như vậy đó. Rồi sao mà cãi được? Mình thấy cái chỗ này nè, Hồ Chí Minh nè, viết cái bài mà Địa Chủ Ác Ghê đó, quý vị kinh hoàng luôn đó. Bút hiệu là CB đó. Quý vị mà đọc cái bài này, quý vị thấy kinh hoàng luôn. Kinh hoàng là khủng khiếp lắm. Là ổng một viết cái bài đó, nó không ra con người luôn á. Nó không thể nào là nó là con người mà kỳ cục như vậy á. Không? Nè, Hồ Chí Minh sử dụng bút hiệu là CB nè, là của bác đó, viết bài Địa Chủ Ác Ghê đã được đăng trên báo Nhân Dân ngày 21 tháng 7 năm 1953, mở màn cho chiến dịch cải cách ruộng đất. Đối tượng mà bài báo tấn công là bà Cát Hanh Long, Nguyễn Thị Năm, là cái người mà đã bỏ ra mấy trăm lượng vàng để nuôi Việt Minh á, mà nó lại đối xử với bả tàn nhẫn vô ơn, và nó bắn bả rồi nó bỏ vô hòm, rồi nó nhảy ra, nó nhảy làm cái xương bả răng rắc rồi. Kinh hoàng lắm. Thử hỏi mà tại sao mà người ta nói là có 500 ngàn người để mà bị chết trong cái vụ cải cách ruộng đất đó. Mà trong khi nó nói là chỉ có trong cái báo, trong cái kinh tế đảng đó, nó chỉ có nói 172.000 người, 008 người bị giết trong cải cách ruộng đất thôi. Tin được không? TV không có tin con số 172.000 người mà 08 người mà bị chết ở trong cải cách ruộng đất. Mà TV tin rằng nó có 500.000 người theo ngục sĩ mà Nguyễn Chí Thiện á. Đúng không? Cái chủ trương của Cộng sản nó tàn ác như vậy đó. Đấu tố để mà nó giết biết bao nhiêu người. Đúng. Tự nhiên cái bài Địa Chủ Ác Rơi đó mình mới rùng mình, đó là bài viết mang tâm hồn của một đứa trẻ học lớp 5 kết tội bà Cát Hanh Long, Nguyễn Thị Năm ngót nghét, gọi là viết gọi là 260 sinh mạng. Đúng không? 260 người mà không có một bằng chứng nào, chỉ có một cái bài báo đơn giản nhỏ xíu gì thôi thôi, dài dòng như thế này thôi. Thấy không quý vị, thấy cái bài báo nó đăng ở trên báo Nhân Dân nè, chỉ có nhiêu đây thôi đó, ký ký tên nè, quý vị thấy cái chữ CB không? Quý vị đọc cái bài báo đi rồi mới thấy là tội ác của Hồ Chí Minh như thế nào. Tự nhiên kể ra là giết 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 hết là 260 mấy người, không còn bằng chứng nào hết, chỉ kể ra thôi nè, dựa vào sách đó nè. Đây là bài Địa Chủ Ác Ghê nè. Rồi là Thánh Hiền dạy rằng, cái này chữ mờ mờ TV không đọc không được, nhưng mà quý vị mắt rõ thì có mang mắt kiến bỏ vô thì đọc dễ thôi. Đọc cái bài Địa Chủ Ác Ghê đó, vô trong Google gõ ra là biết là quý vị đọc được liền à. Nó kinh hoàng lắm. Tất cả không có một cái bằng chứng gì hết, chỉ có kết tội là 200, giết 200 mấy chục người rồi rồi xử bắn người ta, mà không có một bằng chứng nha. Đó đó, Nguyễn Ái Quốc người ta đã bằng cái cravat này, người ta thắt cravat là thời còn nhỏ, còn Hồ Chí Minh này chưa bao giờ thấy dùng sử dụng cái cravat đó. Thiệt đó, chế độ Cộng sản có dám thử DNA xác của Hồ Chí Minh không? Nói hoài thôi.
Rồi thôi, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha.